Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Như quý vị đã biết, tuổi Tân Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Vậy nên trong tháng 8 âm lịch, tuổi Tân Mùi là một trong những con giáp cực kỳ thành công, tiền bạc bỗng dưng ùn ùn kéo đến, giàu không đỡ nổi. Trong tháng 8, công việc của người tuổi Tân Mùi rất chi cảm thấy thoải mái và có nhiều thành tựu lớn trong tháng 8. Công việc vẫn tiến triển tốt là vì tuổi Tân Mùi làm việc có lý trí, quyết định tỉnh táo. Bạn luôn đặt ra cho những yêu cầu cao cho mình và cố gắng hoàn thành đúng thời gian và không để ai phải phàn nàn về bất cứ điều gì cả. Vậy cụ thể, vận trình tháng 8 của người tuổi Tân Mùi sẽ tốt đến mức nào? Mời quý vị cùng theo dõi bài phân tích chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có mệnh lộ bằng thổ, là người tâm địa hiền lương, có ý chí, có trách nhiệm cao, vẻ ngoài mềm yếu nhưng nội tâm mạnh mẽ và cứng cỏi. Họ thích lập sẵn kế hoạch trước khi làm bất cứ điều gì. Ước mơ của tuổi Tân Mùi là tự mình gây dựng cơ nghiệp nhờ vào tài năng và tâm huyết của cá nhân. Họ hoàn toàn có thể biến điều này trở thành hiện thực. Tân Mùi sinh năm 1991, đây là con người của sự chí khí, cởi mở, có số lập nghiệp cơ đồ, hưởng vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, để được đắc lộc thì Tân Mùi thường phải trải qua sự khổ trước sướng sau, vậy nên đây là một trong những tuổi sẽ gặp nhiều tai ương, vất vả, lên voi xuống chó trong những giai đoạn đầu đời. Trong tháng 8 âm lịch, vận thế của người tuổi Tân Mùi bình ổn, bạn sẽ đón khá nhiều cơ hội và thách thức. Cơ hội phát triển tăng lên, đi kèm là thách thức và áp lực, đòi hỏi tâm lý phải thật vững vàng thì mới có thể đối phó với mọi biến động có thể xảy tới, từ đó gặt hái được thành công như mong đợi. Tuy nhiên, tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những tác động không tốt đến sự nghiệp của con giáp này. Vì thế, để tránh những mâu thuẫn không mong muốn, bản mệnh cần thay đổi những tật xấu của mình, học cách lắng nghe ý kiến của người trên, tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên, làm việc gì cũng nên giữ tinh thần, dĩ hòa vi quý, không nên có những quyết định bốc đồng, ngang ngược. Những người còn độc thân có thể được đón nhận nhiều tin mừng trong chuyện tình cảm, tuy nhiên cần biết giữ mình, nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, giữ khoảng cách phù hợp với mọi người, tránh đào hoa xấu. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp kỷ âm thổ nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Tân Mùi cần hết sức chú ý và cẩn trọng trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bạn đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá, công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tử vi tháng này cho thấy cơ hội phát triển sự nghiệp của gia chủ có dấu hiệu tăng lên. Bạn được giao nhiều trọng trách trong tập thể, được làm công việc yêu thích đúng sở trường. Nhờ vậy mà đường tiến thân cũng rộng mở, lại thêm sự công nhận của cấp trên và tương trợ kịp thời trong những phút khó khăn. Quý nhân sẽ giúp chặng đường phía trước của bạn nhẹ nhàng hơn trong năm nay. Ngày chạm tay tới mục tiêu của bạn sẽ không còn xa nữa. Tuy nhiên, không nên dựa dẫm quá nhiều vào vận may hay sự giúp đỡ của người khác. Chỉ có tự thân cố gắng, giành lấy thì cơ hội mới thật sự thuộc về bạn. Nếu không, dù có giải quyết được hết nhiệm vụ trong tay thì cũng khó tạo ra được đột phá so với đồng nghiệp bên cạnh. Thêm nữa, cơ hội nhiều hơn đồng nghĩa với việc thách thức và áp lực cũng không nhỏ. Bạn nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối diện với mọi điều xảy đến. Những lúc mông lung, đừng ngần ngại hỏi xin góp ý từ người đi trước. Năm Nhâm Dần 2022, thái tuế là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tài vận trong tháng ở mức bình ổn, có dấu hiệu tăng tiến nhẹ, thu nhập chủ yếu vẫn đến từ công việc chính. Tuy có một số cơ hội đầu tư quý nhân mang tới, nhưng lợi nhuận tính về lâu dài thì dù là hiện tại chưa thu hoạch được mong muốn, bạn cũng chớ nên nản lòng quá sớm. Hãy cứ chờ đợi thêm rồi bạn sẽ thu về xứng đáng.
Ngoài ra, bạn cũng có thể chủ động tìm một số công việc tay trái hay làm thêm lúc rảnh để tăng thêm thu nhập. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân hợi mão mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tháng này gia chủ không gặp nguy hại lớn nào về sức khỏe, dù đó thì cũng chỉ là bệnh vặt theo mùa sẽ được chữa trị kịp thời. Tất nhiên bạn cũng cần chú ý rèn luyện thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe. Những người làm văn phòng do tính chất công việc ngồi nhiều nên có dấu hiệu ê mỏi cơ, đau vai gáy, cần thường xuyên vận động nhẹ và tập các môn thể thao như là yoga, đi bộ hay là chạy bộ để gân cốt cái linh hoạt. Những gia chủ tuổi Tân Mùi chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình, bạn chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công tiếc việc quá mức. Bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù có cố gắng hết mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Các gia chủ tuổi Tân Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tân Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Dù không được đào hoa chiếu mệnh nhưng đường tình duyên của gia chủ vẫn đang tiến triển hết sức bình ổn, hạnh phúc được đảm bảo. Nữ mệnh vẫn đang trên hành trình tìm kiếm nửa kia cho mình, sẽ có nhiều cơ hội tình cảm hơn khi mối quan hệ được mở rộng, làm quen hoặc giới thiệu với nhiều người tiềm năng. Đây là lúc bạn cần chủ động và mạnh dạn theo đuổi hạnh phúc hơn nếu cảm thấy có thiện cảm với ai đó. Còn nếu vẫn giữ thái độ bị động thì sẽ rất khó thay đổi hiện trạng. Nam mệnh cũng cần chủ động và chứng tỏ thành ý của mình nhiều hơn, cơ hội sẵn có nếu như không biết nắm bắt thì cuối cùng cũng biết trách chính bạn chứ không phải đổ lỗi cho số phận. Người đã có gia đình biết cách vun vén hạnh phúc, vợ chồng đồng lòng cùng chăm lo và nuôi dạy con cái. Không khí gia đình đầm ấm, hòa hợp, đôi lúc còn có xảy ra khúc mắc cũng nhanh chóng được hòa giải nhờ sự chia sẻ và bao dung của cả hai. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, ngày 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm là đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tị thành kim cục, xung mão, hình dậu, hại tuất, phá tý, tuyệt dần. Đối với người tuổi Tân Mùi trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 8 năm 2022, tức ngày 28 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 8 năm 2022, tức ngày 9 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hại Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 8 năm 2022, tức ngày 21 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Mùi trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 8 năm 2022, tức ngày 2 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 8 năm 2022, tức 14 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bạc Thổ. Đây là 2 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Tân Mùi trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.